Chết hả? Nè, có nhiều được nhiều đi. Dạ. Mẹ thấy mẹ không viên. Có phi bự dưới. Cái con cá trắng nó có gì đang đó? Con cá đó không có gì hết. Con cá này là con cá ghìa nè, mà con cá đó không biết con cá. Con cá đó đó. Cán bộ chiến sĩ tôi đang chống chọi lại với cơn áp thấp nhiệt đới ha. Anh em này là người gốc, tôi gốc đó nhưng mà tôi chưa vô. Dân và toàn quân ta đang căng sức phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc, lấy phương châm mọi xã phường thị trấn là một pháo đài, mọi người dân là một chiến sĩ, là trung tâm, là chủ thể trong phòng chống dịch bệnh. Từ khi dịch bệnh bùng phát trên địa bàn huyện An Minh cho đến nay, các cấp, các ngành, các địa phương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp và đạt những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã tích cực chung tay quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Rất nhiều những tấm gương cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên luôn xung kích trên tuyến đầu chống dịch. Nhiều người dân đã tự nguyện vận động hỗ trợ nhu yếu phẩm và các phần ăn cho lực lượng tại tuyến đầu và người dân trong các khu cách ly, khu phong tỏa. Nhiều người dân đã gương mẫu, động viên người thân trong gia đình về sự phòng dịch, đi cách ly, khai báo y tế theo quy định. Nhiều gia đình đã chủ động hoãn việc tổ chức đám tiệc để hạn chế tụ tập đông người. Có thể thấy rằng, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp với nguy cơ lây nhiễm cao như hiện nay, với tinh thần ấy, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đã góp phần không nhỏ vào cuộc chiến chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, ở đâu đó vẫn còn một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên và người dân chưa nhận thức đầy đủ và phát huy tinh thần trách nhiệm của mình. Trong khi các lực lượng tuyến đầu đang gồng mình chống dịch, thì bộ phận nhỏ này lại quan tâm đến việc Đảng và Nhà nước ban hành chính sách gì, áp dụng giãn cách theo chỉ thị nào, rút chặn kiểm soát ở đâu, đòi kiểm tra đến nơi nào, để rồi chia sẻ trên các trang mạng xã hội, làm xôn xao dư luận và kéo theo một số bình luận có nội dung không đúng sự thật, làm người dân hoang mang hoặc làm giảm uy tín của cấp ủy, chính quyền của các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh. Hơn hết, hiện nay các thế lực thù địch đang tìm cách chống phá nước ta, thì bộ phận nhỏ này là một trong những đối tượng mà các thế lực thù địch nhắm vào để thực hiện những âm mưu thủ đoạn, lợi dụng những sai sót, hạn chế nhỏ trong công tác phòng chống dịch để công kích, làm giảm uy tín của Đảng và Nhà nước ta nhằm thực hiện mưu đồ phá hoại. Thế thì hiện nay chúng ta đang trong cuộc chiến đầy cam go, gian khổ. Trong thời điểm căng thẳng phức tạp này, Đảng và Nhà nước đã đưa ra những chỉ đạo mang tính khẩn cấp, những giải pháp quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Trong khi hiện nay một số nước trên thế giới vẫn phải chấp nhận cảnh người chết hàng ngày lên đến hàng triệu người, thì nước ta dịch bệnh vẫn đang trong tầm kiểm soát. Chúng ta phải hiểu là hạn chế sai sót có thể xảy ra, mất mát đau thương vẫn phải xảy ra vì dịch bệnh vô cùng phức tạp, rất đào thải lực lượng. Song chúng ta phải nhìn nhận lại, ngay từ khi dịch bệnh bùng phát cho đến nay, Đảng và Nhà nước và nhân dân, nhất là lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch đã không ngại khó khăn gian khổ,
quên đi lợi ích của cá nhân, quyết không chùn bước trước dịch bệnh để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về sinh mạng và ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống của nhân dân, quyết tâm giành thắng lợi trong cuộc chiến sinh tử này. Trong lúc này hơn bao giờ hết, Đảng nhà nước ta đang rất cần quy tụ tổng hợp sức mạnh toàn dân tộc để chiến đấu với dịch bệnh. Vì lẽ đó, các cấp các ngành và toàn thể nhân dân phải tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, từng cá nhân phải là một chiến sĩ thực thụ để tạo thành sức mạnh tổng hợp dẫn hiệu ứng tích cực, thiết thực, góp phần chiến thắng đại dịch COVID-19. Chiều nay, thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ kịp thời về lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân ở khu vực phong tỏa ấp Thạnh Phú, xã Đông Thạnh, cũng như các chốt trực phong tỏa, trong những ngày qua, nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực của các mạnh thường quân trong huyện đã san sẻ yêu thương, góp phần động viên người dân trong khu vực phong tỏa vượt qua khó khăn trước mắt. Tại ấp Thạnh Phú, xã Đông Thạnh, nơi 191 hộ dân với 672 nhân khẩu đang sinh sống, liên tiếp phát hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2. Thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch và đảm bảo an toàn cho người dân nơi đây, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phong tỏa cách ly. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phong tỏa vùng cách ly y tế đối với toàn bộ các hộ dân tại ấp Thạnh Phú, xã Đông Thạnh, huyện An Minh, tuyến lộ 967 từ trường mầm non Đông Thạnh đến cổng công nghiệp. Thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2021 đến 0 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2021. Theo đó, mọi sinh hoạt của người dân tại nơi đây chỉ được diễn ra tại nhà, nên việc mua lương thực thực phẩm gặp nhiều khó khăn thiếu thốn. Chúng tôi liên hệ với chị Hồ Thị Ngọc Điều trong khu vực phong tỏa tại ấp Thạnh Phú, xã Đông Thạnh qua điện thoại, chị cho biết. Được sự hỗ trợ thì chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ người dân mua hàng thì những cái khó khăn đó thì cũng dần ổn định lên. Và bên cạnh đó thì người dân trong khu phong tỏa cũng kịp thời nhận được những phần quà hỗ trợ từ những nhà hảo tâm của huyện, thay mặt hộ dân trong khu phong tỏa thành phố gửi lời cảm ơn chính quyền địa phương và những nhà hảo tâm đã gửi những phần quà đến cho khu phong tỏa. Áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế là để đảm bảo an toàn cho công tác truy vết, xét nghiệm, bóc tách F0, tránh lây nhiễm cộng đồng. Nhiều ngày qua, cùng với sự hỗ trợ chăm lo của chính quyền địa phương, đã có rất nhiều nhà hảo tâm mạnh thường quân trong huyện hỗ trợ lương thực thực phẩm cho bà con nơi đây. Trong lúc khó khăn này, chúng tôi chỉ muốn làm sao để vận động chuyển đến nhiều thực phẩm kịp thời đến tận tay người dân, góp chút công sức nhỏ bé của mình cho công tác phòng chống dịch bệnh của địa phương. Với những tấm lòng thiện nguyện, những việc làm có ý nghĩa để thiết thực sẽ là nguồn động viên to lớn để người dân khu phong tỏa ấp Thạnh Phú và các bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ vượt qua giai đoạn khó khăn, quyết tâm cùng với chính quyền địa phương nhanh chóng chiến thắng thắng đại dịch COVID-19. Trời không nói đi. Trời ơi, này tập rồi. Xin chào bà con. Xin chào bà con, Việt Thứ. Dạ, cô Việt Thứ. Cô có ngát không quá nè, cô bác ơi. Đó. Này là em làm luôn á hả? À, em cân của người ta lại. Em cân ở đâu? Ở ngoài biển. Ngoài biển là ở Việt Thứ. Dàm Kim Quy luôn hả? À. Mình bán 1 ký là bao nhiêu đây? Dạ, 150. 1 ký là 150, thường này là 1 ký bao nhiêu con? Em không biết nữa. Vậy hả? Nhà, em bán khô này lâu chưa? Em mới bán đây à. Mới bán đây luôn phải không? Mới cần lại mấy mười bữa nay bán lại. Rồi bán được không cưng? Dạ được, mà em giao con 3 năm tới ký. Vậy hả? Dạ, rồi dương nhiên bán con cao thì hàng mấy ký bán hết luôn đó. Anh lấy khô này không? Nó có nào ngon, con nào ngon cho anh quay cho bà con xem cái. Rồi. Như thế nào là ngon? Người quay phim chứ thật sự là không biết gì hết ấy, nên phải hỏi. Khô như thế nào là ngon đây? Nó trong vậy đó là thấy ngon rồi đó. Trong queo là thấy ngon hả? Trong là cái bờ là ok đó. Ok đó. Em cũng đang quay bán cho mấy chị làm công ty cũng với em đó. Còn cái này là khô gì đây? Mỗi lần em làm ở trên Bình Dương á chứ. Em gái ơi, khô gì đây? Em gái Bình Dương. Này là khô cá đuối. Khô cá đuối. Dạ. À, 1 ký nhiêu? Cũng chung luôn, 150 luôn. 150 luôn hả? Dạ. Em nhớ giờ hồi lúc mùa dịch đầu tiên luôn. Dạ. Em chung luôn này chứ. Chung luôn hả? Rồi em là đi làm Bình Dương gì hả? Không, em về lâu. Em về lâu rồi. Tức là trước đây mình đi Bình Dương mình làm hả? Dạ.
Rồi sau đó mình về khi nào? Em về là mùa dịch đầu tiên luôn, là chưa mới vùng dịch lên là em về. Vậy hả? Dạ. Nhớ nhà gì hay là sợ gì? À, tại nhà có công chuyện đó rồi em về luôn. Vậy là may mắn phải không? Dạ. Nhờ nhà có công chuyện mà em... Dạ, dạ, dạ. Rồi cuộc sống trên Bình Dương mình như thế nào? Cực lắm anh ơi, đi làm công nhân sáng là thức dậy đi làm từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều mới về tới nhà. Vậy hả? Dạ, rồi lắm. Bây giờ quyết định nợ giờ mày thử luôn chưa? Chị ơi, sinh sống. Để hả quyết định là phải không? Rồi, chúc mừng nha. Về quê sinh sống. Về quê sinh sống là mong. Rồi. Bà con ai mua khô thì liên lạc với bạn này nghe, em tên gì ở đâu nè? Em tên Thảo ở Cầu Lông. Rồi số điện thoại luôn đi. 0365 408 551. Facebook là gì? Họ Nhân. Rồi bây giờ cái clip này đăng lên là vô comment Facebook với số điện thoại nghe. Rồi. Rồi. Mua cá khô không mấy cô? Cá khô đi, cá khô đi. Cô cá ngát 150.000. Ngày 23 tháng 9, Công an xã Đông Thạnh, huyện An Minh đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với ông có tên viết tắt là NVTL, sinh năm 1989, có hộ khẩu thường trú tại ấp Thạnh Phú, xã Đông Thạnh, huyện An Minh với tổng số tiền 75 triệu đồng. NVTL bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính vì trốn khỏi khu phong tỏa cách ly y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước đó, do yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định phong tỏa khu cách ly dân cư thuộc ấp Thạnh Phú, xã Đông Thạnh, cụ thể thuộc tuyến lộ 967 từ trường mầm non Đông Thạnh đến cống thâm nghiệp gồm 191 hộ dân với 672 nhân khẩu, thời gian áp dụng 14 ngày từ 0 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2021 đến 0 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2021. Và thiết lập ngay các chốt kiểm soát 24/24 giám sát việc đi lại của người dân trong khu vực phong tỏa cách ly y tế, yêu cầu các hộ dân, tổ chức, cá nhân thuộc khu cách ly có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 của cơ quan chức năng trong thời gian thực hiện cách ly. Thế nhưng lúc 19 giờ ngày 19 tháng 9 năm 2021, ông NVTL tự ý rời khỏi khu phong tỏa và đã bị công an xã Đông Thạnh phát hiện bắt giữ đưa về khu vực phong tỏa. Đối với hành vi vi phạm không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền được quy định tại khoản 2 điều 14 nghị định 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, NVTL bị xử phạt 75 triệu đồng. Rồi, 20.000. Thank you.
đời sống miệt thứ hôm nay. Năm nay hot boy miệt thứ nè, hot boy miệt thứ đi mua dép. Bao nhiêu tuổi rồi? 13 tháng. 13 tháng rồi, thấy cưng chưa? Đeo khẩu trang không gỡ ra luôn nè. Đeo N95 nghe. Đây nè, alo alo alo, con trai con tên gì? Con tên bánh mì. Con tên bánh mì. Đẹp chưa? Đẹp rồi. Ô. Rồi cái hai chút ha. Trai nghe, bánh mì ơi, bánh mì. Bánh mì ơi. Bánh mì. Bánh mì, bye bye bánh mì. Bánh mì, bánh mì. Bye bye, bye bye. Chuẩn bị đi học rồi nghe, 18 tháng 10 là được đi học. Ê. Bye bye bánh mì, bye bye bánh mì. À, không nhìn luôn. Hot boy lạnh lùng. Hot boy lạnh lùng.